Bật mí loại nước giúp kiểm soát đường huyết và mát gan. Lá chanh có thể giúp kiểm soát đường huyết và hỗ trợ chức năng gan. Lá chanh chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, polyphenol và các loại tinh dầu. Các hợp chất này giúp tăng cường hoạt động của insulin trong cơ thể, từ đó kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Việc sử dụng chiết xuất lá chanh có thể làm giảm đáng kể mức đường huyết lúc đói ở những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, việc sử dụng lá chanh thường xuyên còn giúp cải thiện sự nhạy cảm insulin, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa kháng insulin. Lá chanh cũng được chứng minh có khả năng bảo vệ gan nhờ chứa các chất chống viêm và chất chống oxy hóa. Lá chanh còn có tác dụng thúc đẩy sản xuất mật, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm áp lực lên gan. Uống nước nấu từ lá chanh giúp giảm các dấu hiệu viêm gan ở những người bị gan nhiễm mỡ không do rượu.